Rồi hiện tại là có một thành viên mới ở Bến Tre mới lên, Dung Neo đem một cái cây dừa đột biến lá trắng rất là đẹp luôn mọi người. Quá dữ rồi, đột biến trắng tinh như ngọc trinh ha. Đây còn cái bàn xây nè. Đây là hai vợ chồng Dung Mèo và Phúc Quả Dừa trong câu lạc bộ dừa bonsai mọi người, đến từ Bến Tre. Đột biến đi đi xe Honda hả, xe lớn, xe máy mà sao chở được 3 cây luôn đó hả? Còn cây nữa đó. Dạ. Còn cây dục bển kìa. Dạ. Tôi chở hết vườn luôn rồi, mà hết chỗ máng rồi. Đây là một cái tác phẩm thầy đột biến bốn mộng mọi người ơi, của Phúc Quả Dừa từ đến từ Bến Tre nha. Con nè. Rồi bây giờ mà hỏi đừng biết cái nhà đi lại làm sao nè, đi bằng cấp nào á. Đấy, khá là đẹp ha. Dạ, bốn mộng nha. Mấy xong phải không? À đường trong chạy xuống kế quán 10 ổi ha. Dạ hiểu rồi. Rồi đấy. Cây đó cây đột biến nó vậy. Ôi quá trời, hai vợ chồng chơi cây đột biến không ha. Lá sọc này. Em điện à, chị điện số với em điện Zalo không được. Em có đây hồi mấy giờ anh? Sớm mà. Làm mấy này hết này nè. Ôi một cây đột biến lá màu mọi người ơi. Siêu mini luôn. Thôi em là kệ nó đi, nó vẫn đứng. Đúng không? Ừ. Để đỡ đi, đâu có gì vậy? Cái đó để anh đó đi, nhỏ nhỏ để anh đó đi. Rồi, một tác phẩm đột biến nha mọi người. Sọc xanh vàng. Đây là đột biến trắng.